hết rồi. Một lần show như vậy được khoảng 4 phút các bạn ạ. Một buổi tối chỉ có 3 show thôi, 8 giờ, 9 giờ và 10 giờ. Đây là cái show cuối của ngày hôm nay rồi. Các bạn thấy không? Họ ngừng lại rất là đông để họ quay. Bây giờ xong rồi đó. Sáng giờ mình cũng chỉ mới ăn được có một tô phở thôi à. Bây giờ lại cảm thấy đói nữa rồi. Nhưng mà thôi không ăn. Đi uống một ly Starbucks thôi. Để ngày mai ăn luôn. Hôm nay mình quay cái múa lửa, ngày mai cái show múa lửa, ngày mai mình sẽ quay cái show múa nước. Tại vì cái đó thì hiện bây giờ nó cũng nằm ở gần khách sạn mình nè, nhưng mà mình không biết được chỗ nào thôi. Mỗi ngày đi một chút thôi ha, để còn có sức nghỉ mệt. Còn nhiều nơi đẹp lắm chưa có đi tới đâu. Chắc có thể là ngày mai. Các bạn thấy không, một cái đèn đỏ khoảng một phút là cả mấy trăm người đi qua đó. Người ở đâu mà nhiều quá ha. Cũng may là bữa nay thứ hai đó. Clip này tới đây thôi các bạn nhé. Tại vì ngày hôm nay là mình mới ở downtown Las Vegas. Mình đổi lên khách sạn ở cái trung tâm chính của Las Vegas, thành phố đi bộ. Cho nên còn hơi mệt một chút. Chỉ quay được một cái phun lửa đó thôi. Mình hẹn gặp lại các bạn ở video sau các bạn nhé.